Xin kính chào quý bạn đã quay trở lại với channel của Camisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần jean nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Camisi các bạn nha. Ở trong những video số lần trước thì mình đã từng giới thiệu tới các bạn rất là nhiều những sản phẩm quần bò jean nam ống đứng rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ lại lên thêm cho các bạn một chiếc quần bò jean nam ống đứng nữa với phong cách cực kỳ là hiện đại, chất chơi. Đầu tiên, sản phẩm của chúng ta có màu sắc là màu xanh biển mài, kết hợp vào đó chính là một số những cái họa tiết, ví dụ là sức nhẹ ở đây. Sản phẩm được sử dụng chất liệu vải jean cao cấp denim chuẩn 100%, chống xù, chống nhăn và không bao giờ sợ bị phai màu. Cái này là mình khẳng định với các bạn 100% là như vậy các bạn nhé. Và khi mà cầm ở trên sản phẩm này thì mình thấy là cái chất liệu vải thì nó rất là mát, cũng như là nó có độ co giãn đàn hồi thì cực kỳ là tốt. Điều này thì sẽ giúp cho các bạn có thể là thoải mái trong quá trình sử dụng. Một số những chi tiết ở trên này họ làm rất là đẹp, đó chính là ở đây chúng ta có một cái chiếc tắc da, các bạn nhìn đây. Cái phần da họ làm da trơn, mịn, bóng. Và những cái con chữ ở trên này thì họ dập laser cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Với những sản phẩm cao cấp như thế này thì họ rất là trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Và nó được may cố định ở cái phần eo quần như này. Những đường chỉ may ở trên này thì vô cùng là sắc nét, tinh tế, gọn gàng. Mình thấy là không có chỉ thừa. Và ở phần sau túi quần như thế này chúng ta còn có cả đinh tán để dập ở những cái mấu chốt. Ví dụ như là cái chỗ này thì vải họ may thì rất là dày, mất mấy lớp liền. Thì phải có những chiếc đinh tán như thế này thì để nó đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm. Mà cái form dáng ống đứng thì là một trong những form dáng có thể là cân mọi vóc dáng khác nhau, kể cả từ người thấp, cao, gầy, mập, béo, mặc quần jean ống đứng thì đều rất là phù hợp. Mà ngoài ra thì cái chiếc quần jean ống đứng nó còn có cả cái chất liệu vải jean co giãn, chính vì vậy nên là mọi cái form dáng người mặc thì đều rất là tốt các bạn nhé. Mình đang kéo chiếc quần thành 4 chiều đó, các bạn thấy không? Cái chất liệu vải thì rất là dai cũng như là cực kỳ là dày và mềm các bạn nhé. Dày nhưng mà nó rất là mềm luôn. Đây, rất là mềm các bạn ạ, phải nói là cực kỳ mềm luôn. Ở mặt sau sản phẩm của chúng ta thì sẽ có một số những cái họa tiết, ví dụ như là phần cào ở phần túi cũng như là vuốt bạc từ trên xuống dưới. Các bạn đã thấy là những cái chiếc quần bò jean nam màu xanh biển mà có những cái họa tiết cào hay là mài như này thì nó đem lại những cái vẻ rất là hiện đại và tinh tế, đúng không ạ? Về mặt trước sản phẩm đó, chúng ta có những cái điểm vuốt trắng bạc rất nhiều và nhìn rất là rõ nét các bạn nhé. Chiếc quần của chúng ta thì không có rách nữa các bạn ạ, nó chỉ có cái cào nhẹ ở đây thôi. Duy nhất ở phần đây thì chúng ta sẽ có cái cào nhẹ, và họ làm ở đây thì rất là đẹp luôn. Tuy không có những cái điểm rách nhưng mà chiếc quần này của chúng ta mặc lên thì nó vẫn đem lại những cái vẻ đẹp hiện đại cũng như là cái phong cách thời trang rất là mới lạ. Còn ở phần bên này thì chúng ta sẽ có một cái item các bạn nhé. Item này thì được thêu 100% trực tiếp vào vải luôn, mà họ may thì cực kỳ là đẹp. Nó chữ D2 này các bạn này, rất là tuyệt vời. Và những cái điểm chỉ may ở trên này mình chưa thấy là có cái chỉ thừa nào cả, họ may rất là đều nhau. Những cái phần đinh tán, những con chữ nhỏ li ti thì họ làm rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Sản phẩm này thì sẽ không sử dụng khóa kéo như bình thường các bạn nhé. Bình thường thì các bạn sẽ thấy là chiếc quần của chúng ta sử dụng khóa kéo, đúng không ạ? Nhưng mà cái phần này của chúng ta thì sẽ sử dụng là nút cài. Những nút cài ở đây đều là làm rất là chắc chắn. Những cái đinh tán này họ làm thì quá là ok luôn. Các bạn nghe được không? Rất là tuyệt vời. Và bên trong này thì khi mà các bạn đóng vào thì các bạn không sợ bị lộ khuy các bạn nhé, bởi vì cái phần đây nó đã che đi rồi. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Một trong những chiếc quần nó có cái kiểu cách rất là mới lạ, cũng như là cái phong cách của nó vô cùng là thời thượng và cá tính. Chất liệu vải jean mềm, mượt, mịn màng, co giãn đàn hồi tốt, cũng như là màu sắc thì hài hòa. Và với những chiếc quần bò jean nam ống đứng như thế này sẽ rất là phù hợp với những cái bạn trẻ năng động, cá tính, và nó không cần quá rách đâu các bạn nhé. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của bên mình mới về. Và nếu như các bạn cũng muốn sở hữu sản phẩm này ngay thì hãy liên hệ tới Camisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra, khi mua sản phẩm của bên mình, các bạn hoàn toàn được kiểm tra, mặc thử thoải mái, sau đó mới phải thanh toán, và bên mình sẵn sàng nhận lại sản phẩm nếu như bị lỗi hoặc là không giống như ở trên video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Camisi các bạn nha. Và mình xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.